kéo cái cặp vốn được nè anh em. Má dính cái gì vậy ta? Má gì trời? Gì ta? Bài kiểm tra hóa được 10 điểm, nam sinh khoe cả buổi học theo cách không giống ai. Trong lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi khi nghe thầy cô giáo nói chuẩn bị làm kiểm tra là bạn nào bạn nấy tim đập chân run. Nên việc bài kiểm tra mà đạt điểm cao tuyệt đối thì là điều vô cùng hạnh phúc. Chắc cũng vì quá sung sướng khi bài kiểm tra hóa được 10 điểm, nên một bạn nam sinh đã có màn khoe điểm cực ngầu, khiến các bạn trong lớp kiểu, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Em cứu tao với anh em, má bây giờ cái cặp tao nó bị cái gì á, bây giờ tao kéo vô không có được. Kéo cái cặp vô không được nè anh em, má dính cái gì vậy ta? Má gì vậy trời? Gì ta? Má cái cặp bây giờ nó kéo không vô. Cú ơi, má cặp kéo không vô ơi. Má thiệt rầu thiệt chứ, bây giờ má cặp kéo không vô sao về ba. Má rầu quá. Anh chỉ cần xé tờ giấy đó ra là kéo khóa được luôn nè. Nhiều bạn hài hước, kiểu thanh niên lần đầu được 10 điểm đây mà. Mới đầu nhìn cứ tưởng 1,25 điểm mà cũng khoe. Sao cái khóa cặp hôm nay nó khó kéo quá ta, mà toàn bị kẹt không à. Nhiều bạn còn phát hiện ra thầy giáo chấm nhầm 2 câu nên mới điểm 10. Mắt thầy sửa lại là kéo được khóa ngay mà. Cảm ơn các bạn đã xem video và thích nó. Xin chào và hẹn gặp lại.